Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Dĩ An lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra trong phát triển kinh tế đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Bước vào những năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Dĩ An, nhiệm kỳ 2020-2025, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài. Bên cạnh đó, tác động của suy thoái về kinh tế đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ. Song với sự lãnh đạo, chỉ đạo và hành động của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp, kinh tế xã hội của Dĩ An đã tiếp tục được phục hồi và phát triển đúng định hướng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 130.000 tỷ đồng, tăng bình quân gần 20% một năm. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 140.000 tỷ đồng, tăng bình quân gần 13% một năm. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 12.500 tỷ đồng, đạt 113% dự toán tỉnh giao và nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua. Về công tác đầu tư công năm 2023, đã cơ bản hoàn thành kế hoạch giải ngân đã đặt ra. Bên cạnh đó, thành phố và các phường đã tập trung tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, tài nguyên môi trường và công tác lập quy hoạch. Tỷ lệ phát triển đảng của phường cũng đã đạt được trên 80%. Các chỉ tiêu về lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội cơ bản cũng đã hoàn thành trong năm 2024. Trên cơ sở đánh giá thì còn một số chỉ tiêu thì phường cũng đã có cái xây dựng cái kế hoạch để chúng ta có tập trung. Có thể nói năm 2024 này là năm cuối để chúng ta thực hiện quyết liệt để thắng lợi những cái mục tiêu, chỉ tiêu mà nhiệm kỳ đã đề ra. Xác định năm 2024 là năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Ngay từ đầu năm, Thành ủy Dĩ An đã yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng đánh giá lại kết quả tình hình thực hiện nghị quyết, trong đó tập trung rà soát lại các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đặt ra, phát huy những chỉ tiêu đã đạt và vượt. Đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các lĩnh vực còn đạt thấp với tinh thần quyết liệt và khẩn trương hơn. Năm nay có thể nói là cái năm mà chúng tôi tăng tốc bứt phá để đạt được các cái nội dung, các cái chỉ tiêu, các cái nhiệm vụ và nghị quyết đã đề ra, nhất là các cái chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, rồi các cái chỉ tiêu về an sinh xã hội, tập trung trong đó là sẽ đầu tư để phát triển cái cơ sở hạ tầng, những cái chương trình đột phá về xây dựng đô thị văn minh, về phát triển thương mại dịch vụ, về nguồn nhân lực để Dĩ An cũng như Thuận An là những cái địa phương được xem là cửa ngõ của tỉnh trong cái việc mà kết nối vùng để phát triển những cái lợi thế của Dĩ An. Với nỗ lực và quyết tâm cao nhất, thành phố Dĩ An đã và đang triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp, trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, gắn với đẩy mạnh giải ngân đầu tư công đang được coi là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách nhất.